Rồi, chú ngồi chú lượm nha, cho con nhiều mấy cọng nha. Thấy chắc giờ là chịu không nổi. Nhớ này không? Do tay cầm mấy tay ái nó hơi. Được, nhổ dục ha. Dạ, chú không có lấy. Vô mắt quá à, nhổ rồi chứ. Cái này nhổ chơi chứ còn nếu mình nhổ hết thì chủ yếu đầu. Dạ. Lửa mới cộng mà trắng thiệt trắng. Tìm ra đâu chắc mà chắc đen mà là mái cọng trắng mà nó trắng như cước rồi nhá. Thường thường là nó cứ ngà ngã trùng 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 màu. Người tóc trắng như cước hiếm lắm. Dạ. Ít người lắm. Với lại bữa nay cái xu hướng nhuộm ấy, cái chạng 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 màu là hết rồi. Trắng như cước ông Nguyễn Phú Trọng, tóc trắng như cước. Ông nói là giờ là niềm hy vọng của mình mà. Ông nói là ông đi rồi là thôi chứ miền Nam đã nó loạn hết. Đứa nó cầm mấy con nhổ xuống nó mới nhổ gần gần ở trong góc nó bắt đeo. Cái này phải chụp xa xa đây giật nó. Cái con em kia nó gần gần đây cái nó qua lầm. Con nó đảo tránh bắp. Cái đó là phải quay gần, thiệt gần vô, ngay vô cái chân ấy. Kéo cái da đầu nó nhô ấm lên, giật một cái. Cô nó mới sướng. Ui, mới cầm tôi nó đá. Một con nữa đó. Ủa, con này nó to. Ủa, anh em. Ráng mình ra con này.